bạn claim 2 triệu 500 ngàn tập cần có cái headset BTC bạn chạy trên nền tảng BNB Smart Chain này bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn copy cái phần link dưới mô tả video của mình nha bạn. Các bạn chọn qua một trình duyệt đáp nè. Các bạn dán cái phần link các bạn copy dưới mô tả dưới video của mình nha bạn. Rồi các bạn chọn gỡ nè. Thì các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Hiện tại min con này nó đang trong chiến bán hàng free sale rồi bạn. Các bạn có thể mua là min là tối thiểu là 0.01 BNB các bạn. Và max 5 BNB tốc cần này list trên sàn PancakeSwap mà. Các bạn bấm vào claim nè. Mình sẽ tốn phí mạng là 0.005 BNB khoảng 0.3 đô la nha bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận nha bạn. Rất là rẻ luôn các bạn. Sau khi các bạn gửi xong thì các bạn chọn vào đây nha bạn. Các bạn dán con sắt các bạn link mô tả dưới video của mình nha bạn. Rồi các bạn bấm gửi nè các bạn. Son Bitcoin sẽ bắt này mình đã mua chưa ta? À mình đã nhận được 2 triệu token, 2 triệu 500 token ZBTC nha các bạn. Đem qua sàn PancakeSwap mình coi nó đi sàn như thế các bạn. Thì hiện tại token set BTC này đã cho swap trên sàn PancakeSwap các bạn. Thì các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ với bạn bè và người thân để kiếm thật là nhiều token thêm, và các bạn chờ giá cao các bạn xả nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 25.000 token set BTC đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.